Theo đài CNN, ngày 27 tháng 10, thi thể của ông Robert Capp, nghi phạm duy nhất trong vụ xả súng cướp đi mạng sống 18 người ở thành phố Lewiston, bang Maine, Mỹ, hôm 24 tháng 10, đã được cảnh sát tìm thấy. Ủy viên cơ quan an toàn công cộng Maine cho biết cảnh sát tìm thấy ông Capp trong một xe chở rác thuộc cơ sở tái chế cách hiện trường vụ tấn công khoảng 16 km. Đây là nơi ông Capp làm việc trước khi bị sa thải cách đây không lâu. Việc phát hiện thi thể ông Capp kết thúc cuộc truy lùng kéo dài hơn 48 giờ và chấm dứt 2 ngày sống trong sợ hãi của người dân thành phố Lewiston. Cơ quan chức năng vẫn chưa công bố động cơ của vụ xả súng. Tuy nhiên, theo đài CNN, cơ quan điều tra đã đưa ra một giả thuyết lớn về lý do chọn địa điểm xả súng của hung thủ. Theo đó, ông Capp vừa chia tay bạn gái lâu năm gần đây và hai địa điểm trên là những nơi ông cùng bạn gái thường lui tới. Các điều tra viên khẳng định khẩu súng ông Capp dùng trong cuộc thảm sát được ông mua hợp pháp chỉ vài ngày trước khi ông nhập viện và được yêu cầu giám định tâm thần. Ngày 25 tháng 10, ngay sau vụ tấn công, Tổng thống Joe Biden đã kêu gọi các thành viên quốc hội thuộc Đảng Cộng hòa hợp tác cùng Đảng Dân chủ trong việc cấm vũ khí tấn công, đạn dược sát thương cao và thi hành nhiều biện pháp kiểm soát súng đạn khác.